Một tòa án Iraq đã ban hành lệnh truy nã tổng thống Mỹ Donald Trump vì liên quan đến vụ không kích giết người thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran và một nhà lãnh đạo dân quyền quyền lực của Iraq vào tháng 1 năm 2020. Theo hãng tin AP, lệnh truy nã được ký bởi một thẩm phán thuộc tòa điều tra Baghdad, Tòa này được giao nhiệm vụ làm rõ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Washington chỉ đạo ngày 3 tháng 1 năm 2020. Vụ không kích đã giết chết ông Abu Mahdi al-Muhadis, phó chỉ huy các lực lượng huy động nhân dân, bao gồm nhiều nhóm dân quân vũ trang được thành lập để chiến đấu chống IS. Cũng thiệt mạng trong vụ tấn công, còn có thiếu tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ của Iran khi ông này đang tới thăm Iraq. Tướng Soleimani là một nhân vật hết sức quyền lực trong chính trường Iran, được cho là chỉ đứng sau đại giáo chủ Ali Khamenei. Theo thông báo từ hội đồng tư pháp tối cao Iraq, lệnh truy nã được đưa ra sau khi thẩm phán đã ghi nhận lời khai của các thành viên gia đình Abu Mahdi al muhadis Theo báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất từ viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales, Việt Nam và Singapore là hai quốc gia kiểm soát thành công đại dịch đã vươn lên dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á về phục hồi kinh tế. Các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội kéo dài được cho là đã hạn chế tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2020, khiến tốc độ tăng trưởng GDP và hoạt động thương mại như trước COVID-19 sẽ không thể diễn ra trước thời điểm cuối năm 2021. Theo đó, năm 2020 cho thấy Đông Nam Á đã trải qua quá trình phục hồi ba tốc độ, với sự khác biệt chủ yếu do sự mức độ thành công khác nhau của mỗi quốc gia trong việc ngăn chặn làn sóng nhiễm COVID-19 mới và thực hiện các chiến lược mở cửa lại nền kinh tế của họ một cách an toàn, cũng như chính sách hỗ trợ tài khóa và tiền tệ. Các quốc gia thành công trong việc kiểm soát đại dịch như Việt Nam và Singapore đã dẫn đầu khu vực trong phục hồi kinh tế. Trong đó, Việt Nam được dự đoán là nền kinh tế duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dương trong năm nay ở mức 2,3%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Cụ thể Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao, hiện Hội đồng thẩm định nhà nước đang tổ chức lựa chọn tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam để có đủ tài liệu cung cấp cho đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ việc đánh giá các kịch bản phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam được khách quan, toàn diện và thỏa đáng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung thêm phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam vận tải hành khách và hàng hóa với giải tốc độ từ 160 km/h đến dưới 200 km trên Giờ, như các quy định số 214 năm 2015 và số 1468 năm 2015 của Thủ tướng. Trong ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, với nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu, ngành kế hoạch đầu tư tiếp tục khẳng định nâng cao vị thế của Bộ trong công tác tham mưu tổng hợp chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Theo bộ kế hoạch và đầu tư trong năm năm 2016 tới 2020 với phương châm hành động trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, phát triển xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, bộ kế hoạch và đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao cụ thể các đề án báo cáo kiến nghị tham mưu của bộ đề xuất nhất quán quan điểm đổi mới của đảng và nhà nước luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ tập trung tháo gỡ khó khăn khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước phần lớn về các đề án phương án kiến nghị của bộ đã được cấp trên chấp thuận và công bố thực hiện bộ đã theo dõi rất sát sao và thường xuyên phân tích dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế và xã hội trong năm 2021 của ngành kế hoạch đầu tư và thống kê, tiếp tục thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tập trung vào các khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp căn cơ, quan trọng phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2021 tới 2025, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Bên cạnh đó, Bộ cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách cụ thể để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc điều hành hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác để kích cầu tổng cầu, tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Vừa qua, Bộ Công Thương đã có báo cáo số 84 gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình giả soát quy hoạch các dự án điện mặt trời trên toàn quốc. Theo báo cáo tính đến nay, toàn quốc đã có 172 dự án điện mặt trời được phê duyệt bổ sung với quy mô công suất là 19.079 MWp. Căn cứ tính toán khả năng giải tỏa công suất, Bộ Công Thương đã đưa ra danh mục đề xuất quy hoạch 54 dự án điện mặt trời với tổng quy mô công suất gần 7.110 MWp để làm cơ sở cho quá trình triển khai thực hiện cơ chế đấu thầu đấu giá hoặc cơ chế DPPA, đồng thời đề xuất bổ sung quy hoạch 14 công trình lưới điện truyền tải đồng bộ các dự án điện mặt trời. Dự kiến đến năm 2030, cơ cấu điện mặt trời của Việt Nam vào khoảng 18.500 MW theo kịch bản phụ tải cơ sở và 19.090 MW theo kịch bản phụ tải cao. Sản lượng hành khách sụt giảm sâu cơ sở hạ tầng đường sắt vừa thiếu vừa yếu, bão lũ dồn rập, dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu kết thúc đã khiến ngành đường sắt đối mặt với sức ép và gánh nặng trồng chất trong năm vừa qua và dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Theo báo cáo của VNR, năm 2020 sản lượng đạt 6.828,6 tỷ đồng, doanh thu 6.565,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động là 8,27 triệu đồng mỗi tháng, bằng 86,2% so với cùng kỳ. Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR đánh giá, năm 2020, khối đường sắt cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành giao thông vận tải phải chịu tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến sản lượng vận tải hành khách sụt giảm nghiêm trọng. Vì thế, các chỉ tiêu về vận tải hành khách của các công ty cổ phần vận tải sụt giảm sâu so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra. Dịch Covid-19 đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch khôi phục vận tải hành khách của các đơn vị vận tải đường sắt trong các đợt vận tải cao điểm hè, lễ Tết. Số lượt hành khách đi tàu có tháng chỉ đạt 30 cho đến 35% so với cùng kỳ, đây là mức thấp nhất trong lịch sử ngành đường sắt. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 194 về việc triển khai nghị quyết số 135 năm 2020 của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Việt Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo nghị quyết số 194 mà chính phủ vừa ban hành, Việt Nam Airlines sẽ được chính phủ cho vay 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0%. Nghị quyết nêu rõ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Việt Nam Airlines vay có tài sản bảo đảm của Việt Nam Airlines để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Số tiền tái cấp vốn tối đa không quá 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0%. Thời hạn tái cấp vốn tối đa không quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn hai lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn. Ngoài ra chính phủ cũng chấp thuận cho Việt Nam Airlines phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại Việt Nam Airlines. Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, sơ bộ xác định biên độ phá giá đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe của Việt Nam ở mức 0% đến 22,3%. Trong đó 95,5% doanh nghiệp được xác định không bán phá giá, các doanh nghiệp còn lại do không hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra nên bị áp mức thuế là 22,30%. Cụ thể theo kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với lốp xe ô tô nhập khẩu từ Việt Nam mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020, Hoa Kỳ sơ bộ xác định biên độ phá giá đối với doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe của Việt Nam ở mức 0% đến 22,30%. Kết quả sơ bộ này cũng mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam khi các đối tác khác cùng bị điều tra chống bán phá giá đã bị DOC áp thuê trồng bán phá giá sơ bộ ở mức cao là 13,25% cho đến 98,44%. Sau khi ban hành kết luận sơ bộ, theo thông lệ các vụ việc trước đây, DOC có thể tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với doanh nghiệp trong thời gian tới để xác minh lại các thông tin đã gửi trong bàn trả lời câu hỏi. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết trong tuần làm việc đầu tiên cả nước có 18.000 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được xử lý, với 2.100 doanh nghiệp thành lập, tăng 46% so với năm ngoái và tăng 55% so với cùng thời điểm bắt đầu thi hành luật doanh nghiệp năm 2015. Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, việc chính phủ ban hành nghị định đầu tiên của năm mới, một nghị định về đăng ký doanh nghiệp ngay trong ngày làm việc đầu tiên là ngày 4 tháng 1 đã mở ra những hy vọng khởi sắc cho hoạt động phát triển doanh nghiệp. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2021. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2021, bình quân khoảng 4%, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Năm 2021, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 12%, mức tăng trưởng tín dụng khoảng 12% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh. Tiếp theo chương trình là phần tổng hợp hai sàn chứng khoán trong nước trong tuần giao dịch vừa qua. Thưa quý vị, VN Index đã có tuần tăng thứ 10 liên tiếp, thanh khoản trong tuần qua rất dồi dào khi liên tục duy trì ở mức cao. Cụ thể tại sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN Index liên tục chinh phục những mốc điểm mới. Trong phiên sáng ngày 8 tháng 1, thì chỉ số VN Index đã chính thức vượt mức là 1.170 điểm. Mức đóng cửa cao kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 725 triệu cổ phiếu một phiên, tăng 20,8% so với tuần giao dịch trước. Còn trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, chỉ số HNX Index đóng cửa tuần tăng 7,03%, dừng tại 217,4 điểm. Sàn HNX đạt trung bình gần 135 triệu cổ phiếu một phiên, tăng 23,61%. Vừa qua, chính phủ đã ban hành Nghị định 155, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán. Nghị định nêu rõ công ty đại chúng được quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, hay còn gọi là dùng ngoại, thấp hơn tỷ lệ quy định, tỷ lệ này phải được đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại điều lệ công ty. Như vậy nghị định mới này có thay đổi so với dự thảo nghị định hướng dẫn luật chứng khoán công bố hồi tháng 6. Dự thảo ban đầu được đưa ra dự kiến bỏ quyền tự quyết dùng ngoại của các doanh nghiệp đại chúng, trong đó có ngân hàng. Nghị định số năm cũng quy định trường hợp ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của chủ đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 50% vốn điều lệ. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Mỹ cho thấy vaccine do Pfizer và đối tác BioNTech phát triển dường như có khả năng kháng biến thể mới của COVID-19. Theo một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm do nhà sản xuất dược phẩm Mỹ thực hiện, vaccine do Pfizer và đối tác BioNTech phát triển có thể hoạt động chống lại đột biến quan trọng trong các biến thể COVID-19 mới được phát hiện ở Anh và Nam Phi. Nghiên cứu được thực hiện bởi hãng dược phẩm Pfizer và các nhà khoa học từ Đại học Texas Medical Brace cho thấy vaccine có hiệu quả trong việc vô hiệu hóa đột biến có tên gọi là N05I của virus corona chủng mới được phát hiện trong protein gai Finn nhà khoa học về vaccine hàng đầu của Pfizer cho biết đột biến là nguyên nhân dẫn đến khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao hơn. Nghiên cứu được thực hiện trên máu của những người đã được tiêm vaccine, phát hiện trong nghiên cứu này vẫn còn hạn chế do chưa xem xét, đánh giá được hết tác động của vaccine đối với toàn bộ các đột biến được tìm thấy ở một trong hai biến thể COVID-19 mới. Quỹ tiền tệ quốc tế vừa đưa ra dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,9% trong năm 2021 sau khi tăng 1,9% trong năm 2020 khi hoạt động kinh tế trở lại bình thường và dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Ban giám đốc của IMF nhận định, kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi nhanh sau những tác động của dịch COVID-19 nhờ nỗ lực mạnh mẽ trong việc kiểm soát dịch và các hành động chính sách nhanh chóng được thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng này. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã có những biện pháp hỗ trợ để bảo vệ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi đảm bảo sự ổn định về tài chính. Trong khi đó, các chính sách tài chính và kinh tế vĩ mô đã thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế. Trước đó, trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố ngày 5 tháng 1, Ngân hàng Thế giới cũng đã nhận định kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,9% trong năm 2021. Eurostat cho biết việc một số quốc gia tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế đà lây nhiễm của dịch COVID-19 đã tác động nặng nề tới ngành bán lẻ Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat đã đưa ra thông báo doanh số thương mại bán lẻ tháng 11 năm 2020 ở Liên minh châu Âu-EU và khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm trở lại với tỷ lệ giảm lần lượt 5% và 6,1% so với tháng trước đó. Eurostat cho biết việc một số quốc gia tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế đà lây nhiễm của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong tháng 11 năm 2020 đã tác động nặng nề đối với ngành bán lẻ. Trước đó, việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa tại một số thành viên EU đã giúp thương mại bán lẻ nội khối EU và Eurozone trong tháng 10 năm 2020 cùng tăng 1,4%, tuy nhiên khi so với tháng 11 năm 2019, doanh số thương mại bán lẻ nội khối EU và Eurozone trong tháng 11 năm 2020 lần lượt giảm 2% và 2,9%.